này cũng sâu hơn một chút. Là mình khai thác là chủ yếu mình đi lấy những cái gương sen này, đấy, những cái gương như thế này, đấy. Cái nào già thì về là mình bỏ ra để mình phơi, mình bán sen khô. Còn không là cái này, cái sen nó xanh xanh là bán cho người ta bóc sen chè. Đến lúc rộ mà một người người ta lấy tốt là một ngày thu hoạch được khoảng một tạ ở cái hạt này. Trước là mình đi mua, đầu tiên là mình phải đưa máy nồng, mình nồng lồng như cấy lúa nào, thế xong bắt đầu mua cái ngó sen về mình cấy xuống. Cảm chết người đúng không? Mới vừa lôn vừa lọ kia khổ lắm. Thôi có cần tăng cười không? Cứ tin như là sen cũng yên. Nhưng mà làm có hôm qua nó ra nhưng mà nó bảo nó bóc rồi đó. Mình ít bóc hạt sen trắng. Như cái sen năm nay thì nó cũng cái giá thì nó cũng sàn sàn như năm ngoái, nhưng mà năm nay là như một cái xào sen này là thu nó chừng được khoảng cả cái sen xanh và cả cái sen khô nó được chừng được khoảng một tạ sen bây giờ nó được khoảng 2 triệu mấy đấy, có nghĩa là nó sẽ hơn làm lúa. Cái này có nghĩa là phải, cái này là bây giờ phải mua của người ta, tao lấy từ đầm xong bóc ra xong tôi đến tôi cân. Một cân sen mà chưa bóc ấy, thì là bây giờ là đợi loại đầu là 50.000, còn loại hai thì 40, còn nó bóc ra thì bây giờ bán được khoảng 140, 150. Đây thì bây giờ bắt đầu nó mới có mới bán nửa tháng rồi, còn tôi ngồi đây quanh năm